Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Xuân Phạm TV, chia sẻ kiến thức, cuộc sống, kinh nghiệm về nước Nhật của Xuân Phạm TV. Thì hôm nay mình có thời gian để lại ngồi chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm về cuộc sống của mình ở bên Nhật. Thì đây là một cái kinh nghiệm hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là khi mà mình đi mua những cái thuốc ở Nhật để sử dụng cho bản thân đấy. Thì đối với những cái bạn nào mà mới sang Nhật ấy, mà khi làm việc mà các bạn cảm thấy mệt mỏi ấy, nhất là liên quan đến công việc nặng nhọc một chút, nên các bạn hay bị đau người, đau khớp, thì mình có hay sử dụng cái loại, chắc là cũng sẽ có nhiều người nghe thấy rồi, là mình dùng cái loại vi cá mập này. Cái này hôm nay mình làm cái này để mục đích của mình là để muốn chia sẻ cái kiến thức cho các bạn, để các bạn, những bạn nào muốn mua ấy, thì có sự lựa chọn đúng đắn, chứ không có mục đích là kinh doanh buôn bán gì ở đây cả. Vì mình không buôn bán thuốc này cả, mình cũng không kinh doanh gì cả, mà mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn thôi. Vì cái này chính bản thân mình cũng bị nhầm mà, cho nên là hôm nay mình mới ngồi làm video chia sẻ cho các bạn để các bạn phân biệt được. Thì đối với cái loại thuốc này này, cái loại thuốc vi cá mập này, loại 360 viên nhé các bạn nhé. Đây này, cái loại này này. Thì cái này nó chính là cái loại dầu cá các bạn nhé. Nó giống như cái dầu cá, nó hàm lượng chính của nó là chứa vitamin A. Đấy. Thì cái thuốc này nó có tác dụng rất là nhiều cho mình. Bản thân mình uống hộp này là hộp thứ hai rồi. Từ ngày mình sang là gần một năm thì mình uống cái này, mỗi lần uống là khoảng tầm 360 viên, mỗi ngày 6 viên. Thì trong vòng 60 ngày uống trong vòng 2 tháng. Thế nhưng mình nhiều khi mình uống không được đều đâu. Mình thỉnh thoảng mình hay bị quên đấy, nên là uống phải được tầm lên khoảng gần 3 tháng ấy. Thì cái tác dụng của cái thuốc này là gì nhá? Cái thuốc này cũng có rất là nhiều tác dụng. Nó là hàm lượng vitamin A, nhưng mà nó mục đích của mình của nó là cho mắt, giúp cho mắt của bạn là nó không bị mỏi và không bị mệt. Thứ hai là cái thuốc này nó có một cái gọi là có những cái dịch nhầy ấy. Cái đấy cũng có tác dụng cho những cái khớp của bạn. Khi mình đi làm về có những hôm mình cảm thấy rất đau người, rất là mệt. Thế nhưng mà khi mà uống cái thuốc này vào ấy, thì thực sự là cảm thấy người nó không còn mỏi nữa. Trong quá trình làm việc ấy, tức là mình làm 10 tiếng, làm 10 tiếng, đứng 10 tiếng làm một ngày các bạn, mà mình cảm thấy nó không không mỏi mệt như những ngày đầu tiên đâu. Đấy. Những cái lúc mà uống, cái tháng nào mà uống cái đấy đều ấy, thì cảm giác đi làm ấy, tinh thần lúc nào nó cũng sảng khoái, thoải mái các bạn. Mình cũng mua cho bố mình cái thuốc này uống ấy, thì hàng năm như bố mình ấy cũng rất rất là hay bị cảm cúm khi mà thay đổi thời tiết, sổ mũi các thứ đấy. Thế nhưng mà năm nay ấy, thì cụ bị ít hơn rất nhiều luôn. Cả cái mùa đông vừa rồi khi mà mình mua cho cụ uống ấy, thì cụ không bị ốm, cả nhà ốm nhưng cụ không làm sao cả. Đấy, cho nên là cái thuốc này nó cũng có cái khả năng tăng sức đề kháng cho mỗi người. Vì thông thường nhá, bình thường thì nó cũng không phải là nó có chất gì nó đặc biệt đâu, nhưng mà nó bổ sung những hàm lượng vitamin cho cơ thể của mỗi người ấy. Người Việt Nam mình ấy, thực ra là ăn uống thiếu chất rất là nhiều. Cho nên là khi mà uống những cái thuốc này vào ấy, nó bổ sung cho mình những cái chất đấy, những chất còn thiếu, cho nên khi mà người nó đủ chất rồi thì nó sẽ sức đề kháng nó sẽ tự tăng lên các bạn. Đấy là cái thuốc này, là cái thuốc dầu cá này. Thuốc này giống dầu cá thì liên quan đến đến tác dụng là như thế. Thì mình đấy, bản thân mình uống và bố mình uống ấy, mình thấy rất là tốt. Thế nên là khi mà mua, các bạn mua nhớ là cái thuốc này là mục đích là cho khớp này, bổ sung cho mắt này, rồi là cho sức đề kháng của các bạn đấy. Còn cho xương thì một phần rất nhỏ đây các bạn nhé. Xương thì mình muốn các bạn phân biệt đến cái loại này này. Cái chính cái loại này là mình, hai loại này mình nhìn đầu tiên mình nghĩ là nó giống nhau, nhưng mà không phải đâu các bạn nhé. Cái loại này là vitamin A, còn cái loại này là nó là glucosamin. Glucosamin này là hình hình cái hình ảnh này này. Cái này mới chính xác là cho xương khớp nhiều này các bạn này. Xương khớp ở đây là gì? Xương khớp đây là nó có tác dụng là khi mà những cái bạn là đặc trị về những cái đau khớp ấy, đau xương, đau người các thứ ấy, thì các bạn uống cái loại này. Nó bổ sung chủ yếu ở đây là canxi các bạn nhé. Cái này là vitamin A này. Cái này là canxi này. Thế nên là lúc mình muốn bổ sung canxi thì mình phải mua cái loại này. Chính bản thân mình nhầm, có những lúc mình uống cái này được một hộp thì mình muốn mua một cái hộp bổ sung canxi, mình cứ nghĩ cái này đầu tiên mình cứ nghĩ cái này là bổ sung canxi cho mình. Nhưng không phải các bạn nhé. Cái này bổ sung canxi này.
bổ sung canxi thì cái này phù hợp với những người già nhiều hơn là những người trẻ. Thực sự là người trẻ uống cũng được nhưng mà cái loại này nó phù hợp đối với người già nhiều hơn. Đây các bạn nhìn nhé, ảnh các người ta quảng cáo này. Cái ảnh này ấy, ảnh này ấy, nó là dành cho người già. Còn người trẻ thực sự là nếu các bạn cảm thấy thiếu canxi thực sự, bạn đi kiểm tra thì các bạn mới lên mua cái loại này để uống. Nên cái này thường dành cho những người già là phù hợp nhất. Và đặc biệt cái này nó cũng có một cái là lưu ý với các bạn là đối với những cái người nào mà không phù hợp với cái thành phần glucosamine ấy, mà tức là không hấp thụ được ấy, nó sẽ vào gan thì lại có khi lại là tác dụng ngược lại. Cho nên các bạn chú ý cái thuốc này nhé, mua là các bạn phải tìm hiểu kỹ mà. Không là cũng ấy đấy. Còn cái thuốc vitamin A này cũng vậy. Cho nên là ở Nhật ấy, chỉ đưa cho các bạn một vài lời khuyên là các bạn cũng đừng tin quá vào thuốc Nhật, mà các bạn phải nên tìm hiểu thật kỹ, nghe quảng cáo các thứ cũng tốt thôi, nhưng mà thực sự là phải nó có phù hợp với mình hay không thì các bạn phải tìm hiểu đấy. Thế nên là những cái loại này thực sự là theo kinh nghiệm của mình đã uống rồi, mình cảm thấy là rất là phù hợp đấy. Những người lao động mệt mỏi nặng nhọc thì các bạn nên uống những loại thuốc như là vi cá mập này, tăng sức đề kháng cho các bạn, tăng trí nhớ nữa, gọi kể cả trí nhớ nữa, các bạn sẽ rất là tỉnh táo minh mẫn trong quá trình làm việc nữa. Thực sự ấy, mình uống thì mình cảm thấy như như vậy. Nên là hôm nay muốn làm cái video chia sẻ này để cho những bạn nào mà biết rồi thì có thể đây là một cái tham khảo, còn những bạn nào chưa biết ấy, thì các bạn có thông tin bổ ích cho các bạn. Thế vì thực ra là hai cái loại thuốc này thì mình thấy ở Việt Nam được người ta cũng bán rất là nhiều và cũng quảng cáo rất nhiều. Thì cũng chú ý các bạn lưu ý là mua nên tìm những chỗ nào uy tín để mua, không thì cũng tránh trường hợp hàng giả. Thế còn để các bạn phân biệt được nhá về hàng thật hàng giả như nào thì thực sự cái này cũng rất là khó vì mình chưa dùng hàng giả bao giờ, mình cũng không biết. Nhưng mà mua ấy thì theo kinh nghiệm của mình nhá, các bạn cứ ra hiệu thuốc, ra hẳn trực tiếp Kusri ấy, những cái đại lý thuốc người ta bán những cái thực phẩm chức năng rất là nhiều đấy, ở đấy người ta bán rất là nhiều thì các bạn mua thẳng ở đấy thì giá có thể hơi đắt một chút, nhưng các bạn đảm bảo một điều là đã vào trong siêu thị là hàng thật 100%, không bao giờ có hàng giả. Các bạn yên tâm một điều ở Nhật như thế. Còn nếu có hàng giả thật sự thì chắc chắn là chỗ đấy phá sản luôn đấy, người ta kiện cho thì có mà đến tận cùng luôn. Thế nên người ta không dám làm, người Nhật này đặc biệt là như thế. Thế còn các bạn mua ở trên mạng ấy, có những cái mình thấy giá rất là rẻ, như mình xem trên Amazon ấy, cái thuốc này nhá mình mua ở siêu thị nó rơi vào khoảng 2 sen 550 yên, cộng thuế vào nó rơi vào tầm 2 sen 7, 2 sen 6, 2 sen 7 gì đấy, nó tính ra tiền Việt nó rơi vào khoảng tầm 560.000 tiền Việt đấy. Mình mua ở siêu thị là như thế. Thì nếu mà về Việt Nam ấy người ta bán cho các bạn có tầm 700.000 thì khả năng giá đấy cũng là hợp lý rồi, tầm 700.000, bởi vì cái phần công vận chuyển các thứ về Việt Nam rồi mua các thứ. Chứ còn nếu như ở đây mà thực sự mình mua 560.000 mà ở Việt Nam bán cho bạn 500 thì đảm bảo các bạn là bạn dính hàng giả, hàng giả 100% luôn, bởi vì chả có cái thuốc nào, hoặc là hàng sắp hết đát, có thật thì lại sắp hết đát, nên là chả có cái thuốc nào ở bên này mình mua giá như thế mà về Việt Nam rẻ hơn. Người ta chả nhẽ người ta chuyển không công như các bạn chắc. Nên các bạn chú ý nhé, mua để xem tham khảo, đấy là một cái tham khảo cho các bạn thôi, chứ còn mình cũng không khẳng định được hết 100% đâu, nhưng mà cho các bạn thông tin tham khảo. Thuốc này cũng thế, cũng rơi vào giá tầm đấy. Nên là mua, nhưng mình cũng không dám mua trên Amazon, là riêng thuốc mình cứ ra hiệu thuốc ấy, đắt một tí cũng được, nhưng mà uống nó đảm bảo. Chứ còn nếu mà mua ở trên Amazon các thứ ấy, nhiều khi 4 hộp này có 9 trên mấy, 9 trên 4 đó, 9 trên 2. Đấy thì có 2 trên 4 thôi. Đấy, rẻ hơn được 200-300 yên. Nhưng mình không biết nó có đảm bảo hay không, nhưng mà khi mà mua cái thuốc này đảm bảo 100%. Mình các bạn mua đồ gì để chắc chắn nhất đấy, các bạn không phải lăn tăn khi mà gửi về mua cho người thân hay là mua cho ai ấy. Các bạn cứ ra hiệu thuốc các bạn mua thì là đảm bảo nhất, cứ ra hiệu thuốc của Nhật là đảm bảo đấy. Thì hôm nay cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài cái thông tin như thế, thì chúc mọi người xem video này có được thông tin bổ ích. Nếu mà các bạn thấy hay, like chia sẻ video này cho giúp mình nhé, đăng ký kênh để nhận được thông tin, và bấm nút chuông nhé, bấm nút chuông bên dưới này, chỗ nút đăng ký, nút chuông ấy, để khi mà mình có video ấy thì nó sẽ thông báo cho các bạn thôi, chứ nó cũng không làm phiền gì đâu. Còn nếu ai mà không quan tâm thì
Mình thôi cũng không sao cả, mọi người có thể lướt qua video này của mình, không sao cả. Mình là mục đích là chia sẻ kiến thức cho tất cả mọi người thôi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé.